Xin chào các bạn. Đây là chiếc máy giặt 9kg rất đáng mua tới từ thương hiệu Samsung, có mức giá chỉ khoảng vài triệu đồng, nhưng nó lại có khả năng tự động định lượng liều lượng giặt. Đây là dòng AI thông minh, chỉ với một lần đổ đầy xà phòng và nước xả vải, bạn có thể sử dụng trung bình được trong một tháng. Chiếc này nó sử dụng 4 cái cảm biến, bao gồm một cái cảm biến ở ngay phía dưới lồng giặt để nhận biết cái khối lượng đồ giặt là bao nhiêu. Sau đó nó sẽ trích xuất một cái lượng xà phòng tối ưu dựa trên những cái phép thử của Samsung. Và đến giữa chu kỳ giặt, nó lại cảm biến xem là những cái vết ố nó còn nhiều hay ít, và cái lượng đục, cái nước xà phòng có đục hay không. Nó lại để nó thay đổi cái chuyển động của lồng giặt. Rồi trong suốt quá trình giặt, nó lại có một cái vòi phun mưa ở đây ạ. Nó tuần hoàn liên tục để nó phun các cái tia nước xiên vào giữa đống khe vải, giúp giặt sạch đều trong trường hợp mà bạn giặt nhiều đồ, đồ nhỏ bị quấn vào trong đồ to. Và đến cuối cái giai đoạn rũ, nó lại nhận biết cái nước thải ở đầu ra cuối cùng, xem là cái hàm lượng bọt xà phòng nhiều hay ít, để nó tiếp tục bổ sung lượng nước cần thiết, giúp không chỉ giặt sạch vết bẩn, giặt sạch đều, mà nó còn giặt sạch cả hóa chất tẩy rửa. Và thực sự đây là một cái chiếc máy giặt mà theo như Samsung quảng cáo là nó được trang bị những cái công nghệ tối tân mới nhất hiện nay của thương hiệu Samsung, dẫn đến cái giặt sạch hoàn hảo. Và nó đã có cái chứng nhận của Intertech về khả năng tiêu diệt vi khuẩn và nấm mốc lên đến 99,99% trong quá trình giặt. Còn nói về độ chạy êm thì ở đây tôi sẽ chạy thử một cái chương trình phát. Tôi cho một lượng quần áo khá nhiều và gấp gọn gàng. Thực ra tôi cố tình gấp gọn gàng như thế này để nó tăng độ ổn và rung lắc. Khi giặt trong gia đình thì các bạn lên nội quần áo từ trong ra ngoài, kéo khóa quần áo và rút tơi nó ra, thì để cho cái khối lượng nó không bị vói vào một điểm thì giúp cho cái quá trình giặt nó sẽ êm hơn. Còn ở đây thì tôi gấp gọn gàng và để cho nó vói vào một góc để nó tăng cái độ ổn và rung lắc. Và tôi chọn tốc độ bùng phát lên đến 1400 đây ạ. Và tôi chạy xem là cái độ ổn của nó là bao nhiêu. Hiện nay cái dòng máy giặt cao cấp này của thương hiệu Samsung thì cái motor nó đã được sử dụng cái nam châm vĩnh cửu thay cho chổi than, nên nó vận hành rất là mượt mà, đem lại tốc độ bùng phát cao, êm ái và tiêu thụ ít điện năng. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, một cái tem năng lượng, hiệu suất năng lượng nó chỉ 13W trên kg. Thực ra thị trường hiện nay thì phổ biến các máy giặt inverter thì đều nhãn năng lượng 5 sao, nhưng thường thì tiêu thụ khoảng từ 20 đến 30 Wh trên kg. Còn dòng này là dòng thế hệ mới này, nó chỉ hết có 13 W điện trên 1 kg giặt thôi. Các chương trình giặt thì của nó rất là đầy đủ. Ở đây bởi vì tôi cái khởi động cái chương trình phát 1400 rồi, cho nên tôi không chọn được cho các bạn xem. Chứ nó có đầy đủ các chương trình giặt quần áo jean, giặt giường ngủ, giặt đồ em bé, rồi là giặt tối ưu tự động. Đối với cái chương trình giặt em bé thì đến cuối chu trình rũ nó sẽ xông hơi nước nóng 60 độ C trong 30 phút, giúp tiêu diệt sạch vi khuẩn và tác nhân gây dị ứng có trong lông thú và phấn hoa. Một cái mẻ giặt của máy giặt cửa ngang thì nó sẽ gồm 4 quá trình: một lần giặt chính, 2 lần rũ xả và 1 lần phát khô. Thì ồn hay không ấy, nó là ở cái giai đoạn phát khô. Và ở đây tôi đang chọn cái chế độ vắt nó kéo dài khoảng 10 phút với tốc độ 1400 vòng vắt 1 phút. Thì đâu đó 3 phút cuối thì sẽ là ồn và rung lắc nhất. Ở đây thì tôi đã tháo sẵn cái lớp vỏ bên ngoài rồi. Thực ra khi máy trong gia đình thì các bạn bao giờ cũng là lắp kín bưng thì nó sẽ giảm ồn và mượt hơn. Nhưng ở đây tôi cố tình mở ra để cho các bạn nhìn thấy cái sự ồn và rung lắc nó cao đến đâu. Và để một cái ly nước trên một cái bề mặt này thì nó cũng không được thẳng như lắp máy giặt đâu, nhưng nó cũng tương đối. Và đặt một cái ly nước nọc lên xem là lát nữa nó rung lắc đến đâu. Thực ra thì tất cả các máy giặt khi giặt nó đều rung như thế này ạ. Các bạn nhìn đừng sợ hãi. Tôi đã thử rất nhiều các cái máy giặt khác nhau rồi, nó đều rung như vậy thôi. Và trong gia đình thì các bạn sẽ đẩy gấp vào kín thì các bạn sẽ không nhìn thấy cái điều này. Đó. Quá trình đầu tiên này thì máy nó sẽ gỡ rối hết khoảng vài phút đồng hồ, sau đó nó tăng tua lên 1400. Thì khoảng vài phút nữa các bạn sẽ thấy là độ ồn và rung lắc là tối đa. Cái đống khăn tắm lúc nãy tôi cho vào nó nặng khoảng 3kg đấy ạ. Nó gồm 6 cái cơ đạn và mỗi cái nặng nửa cân. Đó. Máy có tăng tốc nhẹ rồi, nhưng chưa đến tốc độ tối đa đâu ạ. Đối với cái dòng thế hệ mới này này, hãng nó không quên ra cường những cái thanh hợp kim này, thanh rằng ở bên phía chán máy giặt này, thanh bo viền,
Cái này nó giúp tăng độ vững chắc và tăng cái chất lượng cơ khí của sản phẩm. À, rất nhiều thương hiệu họ bỏ qua hai thanh nẹp này, họ dùng luôn cái lớp tôn và họ be gấp mép tăng độ cứng. Còn chiếc này thì họ làm ra cường những cái thanh thép. Còn để giữ cho cái lồng giặt của nó luôn ở vị trí chính tâm thì nó trang bị hai cái dây lò xo treo ở phía trên cộng với hai thủ phía dưới và có một cái phiến đá ở trong nắp máy giặt cũng như cổ máy giặt để giữ cho cái lồng giặt nó bớt rung lắc và thăng bằng. Đây là cái trường hợp mà tôi vắt khá nhiều đồ cho nên các bạn thấy là cái lồng giặt của nó khá rung. Nhưng tuy nhiên đây là mở lồng ra thôi, chứ khi vào đây ký vào thì các bạn cũng không phát hiện ra điều này. Cho nên tôi lưu ý các bạn là chủ yếu mình quan sát cái ly nước này này, nó có di chuyển chạy đổ vỡ hay không ấy, thì đó mới là vấn đề. Tôi thấy rất nhiều những cái trường hợp các bạn comment rằng là máy giặt chạy đi chơi hoặc dịch chuyển. Thì các bạn lưu ý, tất cả các máy giặt cửa ngang thì bốn chân đều là bốn con bu lông chỉnh cao thấp. Các bạn nên mỗi tháng một lần kiểm tra bằng cách vắt chéo tay xem máy có cập kênh hay không, đặt một cốc nước hoặc là một cái thước Vivo là chuẩn nhất xem là nó có thăng bằng hay không. Thì bởi vì khi nó vắt quần áo ấy, trong đấy nó có vài kg đồ giặt, sau đó nó chạy đến tốc độ mấy chục vòng một giây, thì nhiều khi cái chân này này bạn chỉ cập kênh 1 cm thôi thì nó sẽ đập và nó chạy đi chơi là chuyện rất bình thường. Chứ còn thực tế mà đã cân chỉnh chắc chắn rồi thì hầu như máy đứng yên một chỗ và không dịch chuyển, cùng lắm là nó chỉ hơi rung chứ nó cũng không đến nỗi là chạy đi chơi đâu. Còn nếu mà bảo những trường hợp mà lắp máy giặt mà quên không tháo cái chốt hãm lồng tôi không nói làm gì thì đấy là cái lỗi sơ đẳng rồi. Và đối với tất cả những cái máy giặt cửa ngang, những dòng thông minh hiện nay thì điều tối kỵ nhất ảnh hưởng đến độ bền đó chính là để máy giặt trong không gian ẩm ướt như là phòng tắm. Phòng tắm các bạn tắm mùa đông cái hơi ẩm nó sẽ bay lung tung và nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của bản mạch. Chứ thực ra nếu mà máy giặt mà để ở nơi khô thoáng như là băng như là sân chơi chẳng hạn thì thực sự độ bền rất cao. Trong những năm gần đây thì trên những dòng máy giặt đắt tiền, kể cả thương hiệu Electrolux hay LG, thì đâu đó các bạn sẽ gặp những cái trường hợp mà bản mạch nó báo lỗi chẳng hạn. Thì đây tôi chỉ cho các bạn, đây là bản mạch của máy giặt Samsung này. Em quay sang đây. Để đánh giá độ bền thì thực ra ta phải đặt được câu hỏi này: cái bản mạch nó hỏng trong trường hợp nào? Thực ra có hai trường hợp ảnh hưởng nhiều nhất đến chất lượng của bản mạch. Một là điện áp có ổn định hay không. Thứ hai là độ ẩm và cái khả năng giữ gìn vệ sinh đến đâu. Tôi thấy có những gia đình mà sử dụng cả năm nhưng chưa bao giờ vệ sinh cái máng xà phòng này chẳng hạn. Thì ví dụ như thế thì những cái hóa chất nó tồn nó bám vào đây nó bị bẩn đúng không ạ? Rồi là khi nước nó xối xuống nó bị bắn, nó sẽ lây lan những cái bẩn hóa chất và cùng với độ ẩm và bụi bẩn sử dụng hàng ngày thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của bản mạch. Thì lúc đấy nó mới dẫn đến cái hiện tượng chập chờn. Thực tế thì hiện nay thì bản mạch toàn làm bằng những cái chất siêu bám dẫn và siêu bền cộng với cái trắng ẩm rồi thì độ bền nó cũng không đến nỗi đâu ạ. Thì đấy, cái quá trình vắt này nó diễn ra tối đa khoảng 12 phút. Đó, khoảng 30 giây nữa nó sẽ đạt đến vận tốc tối đa. Tầm này là đang tốc độ cũng tương đối cao rồi đấy ạ. Cho nên là khi ở nhà các bạn giặt quần áo thì nó ồn hay không là ở khoảng tầm 4 phút cuối. Nãy giờ tôi để cái ly nước này nó vẫn đứng yên một chỗ đây này. Nó chỉ hơi song sánh nhẹ thôi mà đúng không ạ? Mà trong lồng là tôi đang vắt 3 kg đồ giặt đấy, chứ không phải chạy không đâu. Tốc độ là 1400 vòng vắt 1 phút. Cái này thiết kế rất là bắt mắt này, dành cho giới trẻ, phù hợp với những cái không gian nội thất nhẹ nhàng trang nhã nhưng tinh tế. Kháng phối cái màu trắng ngọc trai cộng với màu thép, màu sáng, sáng bạc. Cửa là cửa hai lớp rất an toàn này. Rất an toàn. Lớp trong là chịu lực chịu nhiệt và lớp ngoài rất an toàn. Các bạn sử dụng ở nhà nhớ một tháng một lần thì phải mở cái cửa xả cặn này ra, vặn ra và xả cái lớp cặn hết ra bên ngoài. Bởi vì lồng giặt nó gồm hai lớp, một cái lớp hợp kim mà các bạn nhìn thấy và một cái lớp bao bọc nhựa đây. Hai lớp nó cách nhau một đoạn. Như vậy là khi giặt thì những cái sạn nhỏ thì nó có thể theo cái bơm tẩy nó thoát nước thải ra ngoài.
những cái sạn to, hạt hướng dương hoặc là cặp tóc hoặc là cái gì giấy vụn chẳng hạn, nó không hết thì nó đọng một cái chôn thế này. Thì một tháng một lần các bạn phải phát ra xả nước đấy đi và bật chế độ giặt không tải. Thực ra ở cái máy này thì nó lại hay hơn, các bạn không cần bật chế độ giặt không tải mà nó có một cái chế độ giặt vệ sinh lồng giặt. Thì mỗi tháng một lần các bạn vệ sinh ngăn xả cặn, đơn giản một này, rút ngăn xà phòng ra vệ sinh lắp vào là hai này, cho một ít xà phòng nhưng không cho quần áo, bật chế độ vệ sinh lồng giặt run clean, máy sẽ giặt rửa sạch lồng giặt từ trong ra ngoài. Các bạn cứ làm một tháng một lần, không bao giờ phải gọi thợ ra để tháo lồng ra vệ sinh làm gì cả. Đó, các hãng cũng không khuyến cáo là tháo lồng ra vệ sinh bởi vì nó sẽ mất nguyên bản, đôi khi nó ảnh hưởng đến độ ồn, nó không êm được như lúc ban đầu. Đó, tôi đang quay mộc bằng điện thoại và không sử dụng mic ấy. Bây giờ là máy đang chạy tốc độ tối đa 1400 vòng quanh một phút rồi. Các bạn nghe thấy độ ồn chấp nhận được không ạ? Còn lồng giặt có rung là đương nhiên rồi. Những cái ly nước này này, các bạn đứng im và không hề sóng sánh này. Sóng sánh rất ít, không di chuyển, đúng không ạ? Như thế này là quá êm rồi đúng không ạ? Còn lồng giặt nó lắc lên kệ đó, nó còn có hệ thống treo của nó, đậy vào thì không thể nhìn thấy đâu ạ. Đây là dòng thế hệ mới motor chất lượng rất cao, chạy 5 châm từ vĩnh cửu và hãng bảo hành lên tới 20 năm. Hiệu suất năng lượng chỉ 13 Wh trên kg. Bạn chỉ đổ xà phòng một lần và sử dụng được khoảng 30 mẻ giặt, tránh cho mình phải tiếp xúc trực tiếp với hóa chất ảnh hưởng đến da tay. Và đôi khi ở những cái máy giặt thông thường ấy, không có cái tính năng tự động này, thì bạn phân vân là đổ nhiều quá hay ít quá. Ít quá thì giặt không sạch, mà nhiều quá thì hại vải và ảnh hưởng đến môi trường, lãng phí chi phí. Đó, vậy là máy đã trải qua cái giai đoạn tăng tua và tốc độ của phát tối đa 1400. Bây giờ nó dừng lại rồi, các bạn thấy ly nước nó vẫn đứng im đúng không ạ? Đó, thì đây là một trong những cái dòng sản phẩm rất đáng mua, bán chạy nhất của thương hiệu Samsung. Nó có các mức công suất giặt 9 cân, 10 cân và 14 kg nhưng giá rất là hợp lý. Dòng 9 kg này giá chỉ khoảng trên dưới 8 triệu và dòng 10 cân thì giá chỉ khoảng trên dưới 9 triệu đồng. Để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm máy giặt Samsung cũng như những cái thương hiệu khác, mời bạn liên hệ kỹ sư máy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.